trước khả năng huấn luyện viên Mourinho sẽ chia tay AS Roma vào cuối mùa giải năm 2023 đến năm 2024 do hai bên chưa đàm phán gia hạn, cựu danh thủ Francesco Totti lên tiếng muốn đội bóng thành Rome phải giữ lại người đặc biệt. Huấn luyện viên Mourinho ư? Với tôi, ông ấy là một trong những nhà cầm quân vĩ đại nhất thế giới. Ông ấy đã đưa AS Roma tới hai trận chung kết các cúp châu Âu chỉ trong 2 năm, điều chưa bao giờ xảy ra. Chỉ riêng điều này thôi, Mourinho đã rất đáng được khen ngợi rồi, Francesco Totti trả lời phỏng vấn trên kênh Bobo TV mới đây. Là một cổ động viên trung thành của AS Roma, tôi cảm ơn Jose Mourinho suốt đời vì những gì ông ấy đã mang lại cho đội bóng. Nếu mùa này Jose Mourinho đưa AS Roma trở lại giải Champions League thì còn tuyệt vời hơn nữa. AS Roma là một đội bóng lớn, phải có những huấn luyện viên tầm cỡ như Mourinho. Tôi rất vui nếu ông ấy tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ lâu dài. Nếu ông ấy ra đi, đội bóng phải tìm huấn luyện viên khác có tầm cỡ như vậy mới tương xứng. Kể từ khi huấn luyện viên Mourinho đến, ngay cả những trận đấu ít quan trọng của AS Roma cũng đều bán cháy vé trên sân Olimpico. Chắc chắn phải có lý do nào đó phải không? Francesco Totti chia sẻ, theo trang Football Italia, từ khi có Jose Mourinho, từ mùa năm 2021 đến năm 2022, hầu hết các trận trên sân Olimpico đều bán cháy vé, giúp mang lại nguồn thu cực khủng cho câu lạc bộ AS Roma với số tiền thu được gần 100 triệu euro chỉ riêng bán vé. AS Roma hiện xếp thứ 7 ở giải Serie A, Ý, với 18 điểm sau 12 trận. Trận mới nhất đội bóng thành Rome để hòa kinh địch cùng thành phố là Lazio với tỷ số 0-0. Theo Francesco Totti, trận đấu này kém hấp dẫn vì đôi bên đều không tạo nhiều cơ hội ghi bàn đáng kể. AS Roma chỉ có một cú sút trúng khung thành từ Kasdorp. Dù vậy, tôi đánh giá cao AS Roma khi đội hình hiện nay được huấn luyện viên Mourinho thiết lập cho một cuộc đua dài hơi để cạnh tranh vị trí top 4. Sau nhiều năm bị bỏ rơi, đây là thời điểm thích hợp để AS Roma trở lại Champions League. Đã có những bản hợp đồng quan trọng đến trong kỳ chuyển nhượng mùa hè như Lukaku, Kusem Aur, Paret, Renato Sanchez. Nếu cả đội tiếp tục cải thiện và gắn bó hơn nữa, AS Roma hoàn toàn đủ sức đạt mục tiêu vào top 4. Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, sẽ rất khó có ai đến và những bản hợp đồng trong tháng 1 cũng rất ít khi đạt hiệu quả. Do đó, tôi tin những chất liệu hiện nay đã đủ đáp ứng mọi yêu cầu của Jose Mourinho, Francesco Totti bày tỏ.